Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái cách làm sao các bạn để khôi phục lại cái tài khoản mình đã mất từ rất lâu. Thì bình thường thì các bạn lập tài khoản thì các bạn sẽ lập trên số điện thoại. Và các bạn lấy lại cái tài khoản đó bằng cách nào khi mà các bạn có số điện thoại, và trong trường hợp mà các bạn mất số điện thoại đó thì các bạn lấy tài khoản nào, thì chúng ta sẽ cùng nhau làm cái cách để chúng ta lấy lại cái tài khoản mà các bạn có thể cho rằng là cái tài khoản đó nó có rất nhiều dữ liệu quan trọng của các bạn lâu, các bạn quên ở trên trên mạng mà các bạn muốn lấy lại trong khoảng thời gian đó mặc dù nó đã mất rất nhiều năm nhé. Thì đầu tiên thì các bạn muốn lấy lại cái tài khoản đó thì đầu tiên là các bạn phải vào mở một cái Google lên này, sau đó bạn ấn đăng nhập này. Khi bạn nhập lên thì bình thường là cái tài khoản bạn không nhớ cái tên tài khoản nó nữa, nên các bạn không thể tìm cách lấy lại cái mật khẩu nó được, hay cái mật khẩu của bạn đã quên từ rất lâu rồi. Khi bạn mở một cái Google lên thì các bạn ấn vào là quên địa chỉ email nhé, bạn đánh vào quên địa chỉ email này đó. Các bạn đầu tiên là mình sẽ giới thiệu các bạn là cách các bạn mà còn số điện thoại của các bạn còn số điện thoại. Và cách thứ hai nó là các bạn đã mất số điện thoại thì các bạn hãy nhập cái số điện thoại của các bạn vào. Và các bạn ấn tiếp theo. Thì đến bước này thì các bạn hãy nhập, ví dụ tên các bạn thì các bạn nhập mà trong hai cái tên các bạn thường thường với bạn trước đây các bạn lập tài khoản thì chắc chắn là các bạn sẽ ghi những tên của các bạn đó. Ta không có tay chỉ nhớ mang máng cái tài khoản ngày xưa nó tên là, ví dụ một trong hai tên này các bạn ấn mang máng để tìm lại xem nó có không. Lúc đó nó sẽ gửi một cái mã về cái số điện thoại của bạn. Các bạn hãy nhập nó vào nhé. Bạn ấn tiếp theo này. Đó, lúc này nó sẽ ra một loạt cái tài khoản như này các bạn nhé. Ra một loạt cái tài khoản này, các bạn nhìn xem nó có cái tài khoản nào của mình không. Đó, ví dụ nó không có thì các bạn sẽ chuyển sang cái khác. Bạn tiếp tục ấn là quên địa chỉ email này. Đến đây các bạn ấn tiếp theo này, các bạn lại đánh tên khác vào, ví dụ bạn đánh tên là Tuấn xem có không, các bạn tìm lại nhé. Các bạn chỉ nhớ bằng mảng đó. Đó, đây là một loạt cái tài khoản của các bạn này. Đấy, các bạn nhìn xem có không, nếu không có ta tiếp tục ta tìm. Các bạn ấn lại quên địa chỉ email này, các bạn ấn tiếp tục vào. Đó, nó sẽ ra một loạt này. Nếu mà không có ta lại tiếp tục ta đi tìm này. Ta lại ấn quên địa chỉ email. Ta lại đánh một cái tên, ví dụ tại đây gọi ta đi tìm lại những cái ngày xưa thôi. Cái này không có. Ví dụ trong số này có một cái tài khoản mà chúng ta muốn lấy lại các bạn nhé, chúng ta muốn lấy lại một cái tài khoản mà ví dụ trong này thì các bạn sẽ ấn vào cái tài khoản đó này. Ví dụ tôi sẽ lấy lại một cái tài khoản này các bạn nhé. Nhưng hiện nay là cái tài khoản này chúng ta không còn nhớ cái mật khẩu nó nữa thì các bạn sẽ ấn vào quên mật khẩu này, các bạn ấn vào thử cái khác này, cái mật khẩu này chúng ta không nhớ nữa mà ấn vào thử cái khác này. Ta thấy rằng là cái email này nó có một cái tài khoản mà để khôi phục lại cái tài khoản này.
Nhưng bởi vì cái tài khoản này mà chúng ta cũng không còn nhớ nữa, nếu như nhớ thì các bạn sẽ lấy cái mã ở trong cái tài khoản này. Nhưng nếu mà chúng ta mà không nhớ cái tài khoản này nữa thì chúng ta ấn là thử cái khác này. Đó. Các bạn hãy ấn tiếp tục là gửi về cái mã cho cái số điện thoại đó này. Và chúng ta để ý cái mã sẽ gửi về, chúng ta sẽ nhập nó vào. Vẫn tiếp tục. Đến đây nó sẽ yêu cầu chúng ta là nhập cái mật khẩu vào, thì các bạn hãy tạo một cái mật khẩu vào nhé. Đó, coi như là chúng ta đã khôi phục được cái tài khoản này các bạn nhé. Đây, cái tài khoản này là chúng ta đã lấy được. Và chúng ta để ý trong này nó có một cái tài khoản khôi phục chúng ta đây, và chúng ta đã nhìn thấy cái email khôi phục chúng ta đây, và chúng ta cũng lấy lại cái đó thì rất bình thường. Chúng ta kiểm tra xem là trong email này nó có những cái dữ liệu gì, thì các bạn ấn vào này, bạn xem nó có danh bạ không. Email này không có danh bạ. Có dữ liệu gì, có Gmail ngày xưa, những cái tin tức ngày xưa các bạn còn hay không? Đó, đây. Cái tài khoản này nó từ rất lâu rồi. Các bạn để ý từ năm 2014 này. Kéo có một cái tin nhắn từ năm 2014 tháng 7, 18 tháng 7 2014 này. Đó, cái tài khoản này tôi đã bỏ đi cũng lâu lâu rồi. Đấy. Thì chúng ta sẽ lấy lại cái tài khoản của nó. Còn cái trường hợp thứ hai, các bạn có thể vào tất cả cái này, bạn có thể tìm lại từ ảnh này. Đó. Có rất nhiều những tài liệu thứ các bạn vào chỗ này các bạn tìm lại nhé. Và các bạn có thể là đồng bộ trên cái driver này. Ngày xưa các bạn mà đã ấn sao lưu đồng bộ trên điện thoại hay trên máy tính thì tất cả video ảnh cái thứ nó sẽ có hết ở trong cái driver này của cái tài khoản này các bạn nhé. Và kể cả là danh bạ điện thoại, các bạn sẽ lấy từ cái đi về và đồng bộ là nó sẽ về hết tất cả cho các bạn. Trường hợp thứ hai là các bạn không có số điện thoại, các bạn lấy bằng cách nào thì cũng như trường hợp vừa rồi nhé, thì các bạn bắt buộc tôi quay lại cái chỗ vừa rồi. Trường hợp thứ hai là trường hợp mà các bạn đã quên đi cái số điện thoại của mình, bạn không còn số điện thoại nữa, hoặc là bạn cũng nhớ nhưng bạn hiện nay là các bạn bỏ và người khác người ta đang dùng, thì các bạn sẽ nhớ được cái tài khoản của mình. Nhưng mà số điện thoại các bạn mất mà các bạn không nhớ tên tài khoản của bạn nữa thì các bạn mò rất là lâu, mò vẫn được nhưng mà rất là lâu. Thì các bạn ví dụ các bạn nhớ được cái tài khoản của mình này, ví dụ tài khoản như này mà số điện thoại các bạn có nhé, thì các bạn đâu các bạn nhập tài khoản vào cái này, sau đó các bạn ấn tiếp theo này, nó ra cái này, thì các bạn mật khẩu thì các bạn không nhớ nữa, các bạn ấn vào quên mật khẩu này nhé, ấn quên mật khẩu. Sau đó nó ra một cái giao diện như này, thì các bạn là nó bảo là các bạn hãy nhập cái mã xác minh vào cái tài khoản email khôi phục này, thì các bạn sẽ, nếu các bạn nhớ được cái tài khoản email khôi phục này thì các bạn mới lấy được nhé. Đó là trường hợp nhất, bạn nhớ được email khôi phục này thì bạn sẽ lấy cái mã, nhập cái mã vào đây. Các bạn ấn tiếp theo này. Bây giờ nó ra theo diện này thì chúng ta hãy nhập cái mật khẩu của nó để lấy lại cái tài khoản này nhé. Thế là xong. Đấy, vậy coi như là các bạn đã khôi phục xong cái tài khoản của mình nhé. Thế còn trường hợp mà đến như tài khoản khôi phục mà các bạn cũng không nhớ thì các bạn làm quay nào, thì các bạn hãy tiếp tục cái phương pháp này cho mình. Mà thứ ba các bạn không lấy nữa thì các bạn sẽ gửi thông tin mô tả lên trên Gmail nhé. Các bạn sẽ thông tin cho Google và Google nó sẽ cấp lại quyền cho các bạn sau bao nhiêu ngày, nó thì thời gian nó hơi lâu. Thế còn trường hợp mà các bạn nhớ được cái tài khoản của mình và các bạn mất số điện thoại thì cũng có trường hợp là bây giờ hiện tại các bạn sẽ gọi vào cái số điện thoại đó và các bạn kiểm tra là số điện thoại đó có người dùng hay chưa. Còn chưa có người dùng thì các bạn thể là ra ngoài bạn lấy trong vòng có 5 phút mất 20.000 thì các bạn sẽ lấy lại cái tài khoản bạn lên cái dịch vụ đó, các bạn cấp lại các bạn cái số điện thoại đó rất là đơn giản, và các bạn này lấy lại cái số đó và các bạn mua lại cái số đó ở cái dịch vụ của Vina hoặc Viettel Mobile.
Đúng rồi. Trường hợp thứ ba nữa là nếu như số điện thoại đó mà nó có ở trên cái mạng hiện nay người khác đang dùng thì các bạn có thể ấn ấn gửi về cái mã của đó, và các bạn sẽ nhờ người ta gửi lại cái mã cho các bạn. Sau đó các bạn sẽ vào trong tài khoản và các bạn sẽ gửi số điện thoại đó ra và các bạn nhập cái số điện thoại khác. Các bạn vào trong cái email của bạn thì các bạn sẽ sử dụng lại bình thường. Thì các bạn sẽ lấy lại được cái tài khoản của các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ các bạn cách thức để các bạn lấy lại cái tài khoản của mình sau một thời gian các bạn xóa. Các bạn lấy được thì các bạn thấy hay hữu ích thì hãy chia sẻ nội dung cũng như là ấn like đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của mình. Xin chân thành các bạn đã chú theo dõi. Cảm ơn các bạn.